Hello, xin chào thể các bạn quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì giới thiệu với các bạn một cây máy cưa xin này vui. Con này là con 380 đấy nhá. Đó, nguyên bản của Nhật. Làm đầu latin xịn mới luôn nhá. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Con này thì cái dòng Shinaiway siêu bền, siêu nội đồng cưa đá của Nhật luôn. Công suất thì nó cũng vừa phải đấy nha. Con này trọng lượng nó là 5,5 kg. Đó. Duy nguyên bản đi tông 40mm thôi nhá. Đó, siêu bền. Anh em nào mà mình cần con vừa vừa nó nhỏ mà xài của Nhật thì nên xài con này nhá. Rất là bền luôn. Đó, nó đã thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Và cái dòng này là dòng 380 em nhé. Nó có các cái dòng 353 để 300 thì nó nhỏ hơn. Đó, còn 380 này thì nó tầm trung trung một tí. Đó, con này thì giá hiện tại đang bán thì em với giá là 2,8 triệu. Bao ship tận nhà cho anh em luôn. Làm đầu latin nhé. Đó, bác nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, hai option làm latin. Con này không có phanh xích nha anh em nhé. Con này không có xài phanh xích đâu. Nó chỉ cái tay che thôi. Rồi, xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Số lại cho em nhé, giá 2,8 triệu. Rồi xin mời anh em.